Chào quý Phật tử buổi sáng. Sau giờ công phu lại tiếp tục đến giờ thiền trà. Tập 13 là thầy đã giảng tổng kết chung quy về 10 pháp giới đã viên mãn. Bữa nay là thầy giảng cái chủ đề ngoại truyện. Chủ đề ngoại truyện này là giảng cũng về cái pháp học, pháp hành và pháp thành của hàng thánh nhân A-la-hán. Hàng thánh nhân A-la-hán á, là do văn, tư, tu hướng đến con đường giới, định, tuệ. Văn, tư, tu á, văn là nghe. Nghe để làm gì? Nghe để học. Học rồi tư duy là gọi là si tư á. Bắt đầu mới ứng dụng vào tu. Tu cái gì? Tu giới, định tuệ. Mục đích của tu giới định tuệ để làm gì? Để chấm dứt phiền não nơi tâm, nơi thân. Chấm dứt khổ đau, còn gọi là chấm dứt nỗi khổ niềm đau nơi thân và tâm. Rót trà để cúng tổ cái. Chấm dứt nỗi khổ niềm đau nơi thân và tâm. Con đường giới định tuệ này cũng gọi là con đường bát chánh đạo. Do nhân có chí cầu học, nghe được, thấy được giáo lý và những lời dạy của Đức Phật, rồi phát tâm tu hành để giải thoát ra khỏi nỗi khổ niềm đau, chấm dứt sanh tử. Bậc A-la-hán á, do nghe văn nên quán chiếu. Con đường giới định tuệ này cũng còn được gọi là con đường bát chánh đạo, cũng còn được gọi là con đường trung đạo. Do văn tư tu nên họ quán chiếu, họ thấy được tam giới. Căn bản họ quán chiếu từ cái kiếp sống nhân sinh bình thường trong cuộc sống đời thường của mình thôi. Họ thấy nó là vô thường, chỉ duyên sanh vô ngã, nên đưa đến kiếp sống nhân sinh khổ đau bởi tác động bởi môi trường cuộc sống khi căn tiếp xúc với trần. Con người ta trở nên ác nên sanh trong ba đường ác, trở nên thiện sanh trong ba đường thiện. Cứ mãi như thế, con người ta cứ mãi trôi lăn trong sanh tử luân hồi, ăn nuốt lẫn nhau, đến để làm cho nhau vui, đến để làm cho nhau buồn. Kiếp sống vô thường, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc 10 năm, thoáng chốc 100 năm. Thậm chí cho dù là bạn có tu phước cao như trời, sắc giới và vô sắc giới đi chăng nữa, cuối cùng rồi cũng hết. Thế nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật có dạy: tam giới không an như ngôi nhà lửa. Thế nên Đức Phật mới thiết ra tam thừa giáo. Đó là thanh văn thừa, còn gọi là giáo pháp này dạy cho bậc A-la-hán, thánh nhân. Viên giác thừa, Bồ-Tát thừa, cuối cùng là Phật thừa. Cũng không ngoài một mục đích duy nhất, đó chính là giúp cho chúng sanh giải thoát khỏi phiền não, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng con đường muốn chấm dứt nỗi khổ niềm đau này hoàn toàn được tự tại với sanh tử, phải đi trên con đường bát chánh đạo. Bát chánh đạo có hai chi phần đầu tiên rất là quan trọng mà hàng thánh nhân chứng quả trong nhà Phật. Căn bản là phải quán chiếu cho tinh thông,
đó là chánh kiến và chánh tư duy, nó thuộc về phần trí tuệ. Thế nên trong nhà thiền họ thường để cái câu liễn trước chùa, đó là duy tệ thị nghiệp. Mình có chánh kiến và chánh tư duy á, còn thường được gọi là chánh tri và chánh kiến. Thở ban sơ, từ hàng cư sĩ cho đến tu sĩ, điển hình như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, trưởng giả cấp cô độc, là biểu pháp cho mình thấy là những người khi nghe lý duyên sanh, vô ngã, vô thường, là biết được thân này là giả huyễn. Từ thân này giả hiển họ suy ra phước báo cao như trời, trong cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tội nghiệp nặng như địa, chúng sanh đọa trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, rồi trả cũng xong. Họ nhận thức được rằng từ kiếp sống nhân sinh, họ suy ra rằng tam giới là cũng vô thường, duyên sanh vô ngã, cuối cùng rồi cũng sanh tử, vì thế nên khổ đau. Từ ở chỗ khổ đau này, từ có nó hóa thành không nên gọi là không, mà từ cái không này hóa có, Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, vì vô minh nên xa lìa tánh Phật của chính mình, nên mới khởi ý niệm vọng tưởng theo tinh thần kinh Thủ Lăng Nghiêm, khởi vọng tâm hướng đến lời nói và hành động, ác và thiện. Thế nên cứ mãi trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Hàng nhị thừa thánh nhân khi nghe Đức Phật thuyết lý 12 nhân duyên, thuyết lý tứ diệu đế, là họ nhận thức được rằng nguyên nhân của khổ đau và sanh tử là do tham ái, là do vô minh. Vì vô minh đưa đến tham ái, vì có tham ái nên có chấp thủ thân này là ta, vì chấp thân này là ta nên có cái của ta, vì chấp thủ có cái của ta nên mới cứ mãi tìm cầu không được rồi như thế nào, khởi ý niệm tham dục sân hận. Vì có ý niệm tham dục và sân hận này nên tạo nhiều tội nghiệp, ác hoặc thiện. Vì thế nên cứ mãi trôi lăn trong sanh tử, cứ mãi luân chuyển trong cái một vòng sanh tử vòng tròn, sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh, không bao giờ cùng tận. Hàng thánh nhân A-la-hán do có chánh tri chánh kiến, thấy được tam giới là vô ngã, vô thường, khổ đau. Vì có sanh tử nên các ngài ý thức được rằng vì vô minh nên có ái. Theo tinh thần kinh Tứ Thập Nhị Chương là khi muốn chấm dứt khổ đau, chấm dứt sanh tử luân hồi là phải đoạn dục khử ái. Thế nên vị thánh nhân A-la-hán này do có chánh kiến nên đoạn hoàn toàn dục vọng trong sáu tầng trời lục dục, và ái trước các cảnh giới tu chứng định lực trong cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nên tâm của họ hoàn toàn đoạn tận tham dục, sân hận và si mê, do đi trên con đường giới định tuệ, còn gọi là con đường bát chánh đạo. Hai chi đầu tiên gọi là chánh kiến và chánh tư duy, thuộc về trí tuệ. Còn ở nơi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, thuộc về giới. Chánh niệm và chánh định thuộc về định lực, nên gộp lại là tuệ giới định. Còn nói cho rõ ràng là giới định tuệ. Do có chánh kiến rồi, những vị thánh giả này học những phương pháp tu tập định lực do Đức Phật chỉ dạy, điển hình như tu tập thiền tứ niệm xứ. Phương pháp tu tập tứ niệm xứ này phải câu hữu với pháp Như Lý Tác Ý. Như Lý Tác Ý này phải dùng phương pháp
16 pháp quán hơi thở để đem tâm đặt trên hơi thở này, đem tâm trở về với thân, hàng phục vọng tưởng. Khi chánh niệm tỉnh giác trên hơi thở, hành giả này tu hành hàng phục tham dục sân hận của chính mình. Khi tu tập sơ thiền này á, là họ sẽ xuất hiện năm cái thiền chi, đó là tầm tứ, hỷ lạc và nhất tâm, đối trị năm cái triền cái. Năm cái triền cái này chính là năm cái chướng ngại căn bản đối với người tu tập chánh niệm. Tu tập chánh niệm này là ứng dụng khi ngồi, khi đứng, khi đi, khi nằm, ở nơi thân và tâm, để hàng phục những cảm thọ khổ vui, chẳng khổ chẳng vui và những ác pháp. Thế nên gọi là tu tập tứ niệm xứ. Kết câu hữu là kết hợp với thiền hơi thở này. Hơi thở chính là cái nối liền giữa thân và tâm, nên tu tập cái phương pháp thiền hơi thở này để đưa tâm trở về với thân, thân đâu tâm đó. Vì do tu tập cái phương pháp này nên thân ở đâu tâm ở đó. Do cái sự chánh niệm này luôn đi trên con đường chánh đạo. Đi trên con đường chánh đạo này á, thì hướng đến cái đạo đức viên mãn, hướng đến nội tâm tịch tỉnh. Khi tâm mình tu thiền hơi thở, đạt đến cảnh giới tứ thiền rồi. Đạt đến cảnh giới tứ thiền này trong thanh tịnh đạo nói là đạt đến nhất tâm. Theo Bắc Tông Đại Thừa thì nói ở chỗ này là chân tâm Phật tánh. Từ ở chỗ nhất tâm này, nếu mà theo đạo Phật á, có chánh kiến á, thì nó gộp lại là giới định tuệ. Còn nếu như mà theo ngoại đạo mình tu đến chỗ nhất tâm này, mình không có chánh kiến, không thấy được đời là vô ngã, vô thường khổ, thì đó nó chỉ là thiền của phàm phu. Lập tức cái người đó sanh trong 18 tầng trời sắc giới, không thể nào giải thoát sanh tử. Còn bậc thánh nhân A-la-hán này là do nhân tu giới định tuệ. Con đường giới định tuệ này cũng còn gọi là con đường tu tập chỉ và quán. Gặp lại chỉ có chỉ là định tu định lực. Quán là quán rõ đời là vô thường, vô ngã khổ đau. Muốn chấm dứt khổ đau thì phải đi trên con đường chánh đạo. Con đường chánh đạo này là phải tuân thủ giới luật. Ở nơi miệng thì không nói lời ác khẩu, nói lời đâm thọc, nói lưỡi đôi chiều, nói lời ỷ ngữ, lưỡng thiệt. Ở nơi thân thì trì bình khắc thực, tu tập thiền định là gọi là chánh nghiệp và chánh mạng. Luôn thường tinh tấn, an trú trong thiện pháp, ngăn ác diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Đại khái là chỉ có thiện và chánh thôi. Con đường giới định tuệ này là vậy. Do nhân giới này, hành giả hướng đến cái đạo đức viên mãn, không có lỗi lầm trong trời đất. Vì thế nên, do không có lỗi lầm nên không có nỗi sợ. Vì không có nỗi sợ nên họ tu tập định lực, ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ nhị tam tứ thiền bằng phương pháp chánh niệm trên hơi thở. Đến khi đoạn hoàn toàn tham dục sân hận si mê, nên thân tâm của họ tuyệt nhiên thanh tịnh. Nếu như tâm tuyệt nhiên thanh tịnh rồi, lúc này họ mới gọi là bậc thánh nhân A-la-hán tiêu dao ngoài sanh tử. Nếu mà theo kinh Tứ Thập Nhị Chương, nơi nào có một bậc tu hành giác ngộ giải thoát sanh tử, giải thoát tâm mình khỏi tham dục sân hận và si mê, chấm dứt nỗi khổ niềm đau nơi thân tâm, thì nơi đó chấn động thiên địa. Bởi vì sao? Bởi vì cái nơi đó có bậc đạo đức cao, nội tâm thanh tịnh, đạo cao đức dày đó,
trí tuệ sáng suốt, chấn động trời đất. Vì người đó sẽ ở nơi đó chuyển bánh xe pháp, dạy cho hàng cư sĩ tại gia, dạy cho hàng tu sĩ xuất gia những phương pháp mà họ đã thực chứng, cũng giải thoát sanh tử giống như ngày ấy không khác. Vì sao chấn động thiên địa? Có chánh thì phải có tà, tà thì sợ. Bậc thánh nhân A-la-hán này còn gọi là bố ma và phá ác. Thế nên nơi nào có bậc A-la-hán mà đoạn tận tham dục, sân hận và si mê, thì cõi tà, cõi ma rất là sợ, nên chấn động thiên địa. Trong cái sáu tầng trời lục dục, cõi trời thứ sáu chính là cõi trời của Mara. Thế nên người tu chứng quả giải thoát nỗi khổ niềm đau, giải thoát sanh tử, nơi đó chấn động thiên địa. Ma thì sợ, trời người thì quy phục người đó, đến học với người đó. Người đó chính là bậc mô phạm trong trời đất, thế nên là làm cho trời đất chấn động là vậy. Thời xưa khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi Ngài chứng đạo thì nơi đó cũng chấn động thiên địa. Nhưng mà cái chứng đạo của Phật là chứng quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, viên thành Phật đạo. Nó sẽ khác hoàn toàn với quả vị của bậc thánh nhân giải thoát sanh tử. Nhưng hôm nay cái chủ đề chính của mình là xoáy sâu vào pháp tu, pháp học, pháp hành, pháp thành, pháp giải thoát con người ta khỏi nỗi khổ niềm đau, chấm dứt sanh tử của bậc thánh nhân A-la-hán, nhị thừa, thanh văn. Nhị thừa bao gồm là thanh văn thừa và duyên giác thừa. Duyên giác thừa còn gọi là độc giác Phật. Chủ đề hôm nay là ngoại truyện, sau khi thầy đã giảng xong 13 tập về bản đồ 10 pháp giới, hôm nay thầy sẽ xoáy sâu về pháp học, pháp hành, pháp thành của hàng thánh nhân A-la-hán. Tập 15 thầy sẽ nói về pháp học, pháp hành, pháp thành của hàng duyên giác. Rồi cứ như thế, pháp học, pháp hành, pháp thành của hàng Bồ-Tát. Cứ như vậy, để cho mình hiểu rõ ràng, để cho mình dễ thực hành các pháp một cách đúng đắn, không sai lạc. Bởi vì trong nhà Phật, pháp tu, pháp học, pháp hành, pháp thành, đó là ba cái cương yếu. Nó xoay quanh cái người tu thôi. Dù cho mình muốn sanh về cõi người cao quý, để được làm người trong tương lai cao quý, sanh về cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cũng phải xoáy quanh những chủ đề này thôi. Tự vì từ cõi trời trở lên, cõi người trở lên, là con người ta phải bắt đầu lương thiện, chân chánh. Hàng thánh nhân trở lên thì phải hướng đến cái đời sống lương thiện, chân chánh, viên mãn. Đó chính là bài pháp nói về pháp học, pháp hành, pháp thành, pháp tu chứng giải thoát nỗi khổ niệm đau, chấm dứt sanh tử của bậc A-la-hán. Buổi trà hôm nay đến đây là hết. Mời quý Phật tử uống ly trà sáng. Khi quý Phật tử coi cái bài pháp này xong rồi, nhớ ai chưa đăng ký, bấm bên phải cái chuông, nhấn cái chuông đăng ký, nó sẽ hiện lên tất cả. Thì Phật tử nhấn vô chữ tất cả, nhấn vô chữ tất cả này, Phật tử sẽ nhận được những cái clip, những cái bài giảng mới nhất về pháp học, pháp hành, pháp thành, đoạn tận nỗi khổ niềm đau, và những chủ đề rất là thú vị tiếp theo trong nhà Phật. Quý Phật tử nhớ bình luận phía dưới cần thầy làm cái gì, giảng những chủ đề gì, những khúc mắc về tâm lý trong đời sống, Phật tử cứ giảng. Bởi vì đạo Phật chính là cái đạo dạy người ta là cái phương pháp, và những phương pháp hiểu rõ về tâm nhất, còn gọi là siêu tâm lý học căn bản. Thế nên là Phật tử phải nhớ bình luận, nhớ đăng ký. A Di Đà Phật. Chúc quý Phật tử có một ngày vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.